Tụi con đi chơi không? Chơi trò chơi không? Trò chơi. Đi nhà gia đình mình, chúng ta lầu 2. Đi thôi. Ở đâu nè, mấy rồi? Đây lầu hả? Bên phải là khu vui chơi. Lớn ra chưa? Đây là combo 269.000 nha các bạn. Đó, rất là nhiều món luôn. Đó, gia đình mình ăn thì này là no cái bụng xong rồi thì mới đi chơi nha các bạn. Đây là ly mojito giá 40.000. Đó. Combo này có một chén súp cua rất là ngon luôn. Nhiều món lắm, ta kêu cua là bạn. Cua ngọt ngọt. Đôi nào mà thấy tiện lợi thì mua. Đây là khu vực mua thu nè các bạn đó. Có mạnh giá thu nha. Đây. Mỗi trò như vậy là 2 xu nha các bạn. Khó lắm chứ bộ.
biển nè. Đây thôi. Lấy hộp xin rơm đi. Ừ.